người miền núi chất lên sân khấu, tay cầm mic từ nơi cùng trời cuối đất, cho họ biết đây là ai. Đây là rap hip hop từ trên bản làng, có công mài sắt, có ngay nên khi anh sống ở trên bản, rap trên bản, có mấy thằng bạn hip hop trên bản làm anh quên nản. Sống đơn giản, quan điểm sống là bất thù thêm bạn. Người miền núi chất chơi sản láng, có lúc tất bật cả tối cả sáng, lúc chơi cả tháng. Thâu thâu anh thả dáng, giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Nương thong tham, đây là người miền núi đi thi trong nam, đưa bản sắc vào trong câu rap với niềm tự hào anh đang mang. Yeah, flexing flexing flexing, xỏ dép cao su anh nhảy breaking trên con beat team anh cooking. Anh biết nói mời em về đội của anh, ok em check in. Về bản làng toàn là nhà gỗ, nhà đất, nhà sàn, nhiều đặc sản, không cần nhà hàng. Đất rộng thanh thang nhưng từ đất đó đều là vàng. Chơi nhảy lửa nhảy xa vui hơn đi bạn, tiếng đàn tính cuốn hơn gậy guitar. Nghe hát gọi hát then hát rap ở trong house sàn thích hơn cả villa. Beat đâu nhá? Cho tôi con beat, beat mà siêu ơi beat, beat từ A đến Z, Z để anh lo hết, hết yêu hay là ghét, ghét I'm still the best, best từ A đến Z, Z anh là alpha best, best để anh lo hết, hết từ A đến Z, Z let's go. La 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 la. La la la.